Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản ngày 27 tháng 11 năm 2023, tại phủ Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nâng cấp mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Điều ít người biết là mối quan hệ của Việt Nam và Nhật Bản đã có từ hơn 1.000 năm trước. Mối lương duyên của hai đất nước bắt đầu từ một sự kiện lịch sử xảy ra ở Champa. Giai đoạn năm 736, nhà sư Phật Triết đã đi di chuyển từ Lâm Ấp đến Nhật Bản. Ông đã dạy tiếng Phạn tại Đại An Tự Daianji của Nara, trở thành người đầu tiên có nguồn gốc trên đất Việt Nam đến Nhật Bản. Năm 752, ông đã cúng dường một điệu nhạc ở pháp hội khai nhãn tượng Phật tại chùa Đông Đại Todaiji. Điệu nhạc này được gọi chung là nghệ thuật Lâm Ấp và dần trở thành nhã nhạc Gagaku Nhật Bản được truyền lại cho tới ngày nay. Điều đặc biệt trong dàn nhạc Gagaku, ngoài những nhạc cụ xây dựng theo cơ chế bát âm của Trung Quốc, còn có dụng cụ thổi gọi là sâu, giống như kèn, và có nguồn gốc xuất phát từ Việt Nam. Và cho tới ngày nay, vẫn còn rất nhiều nhà nghiên cứu Nhật Bản đang tìm hiểu, nghiên cứu về nhã nhạc Lâm Ấp, cũng như cả về nhà sư Phật Triết. Theo một số tài liệu thì vào năm 630 đến 894, Nhật Bản đã gửi nhiều nhóm học sinh sang Trung Quốc học tập, mỗi đợt học từ 2 đến 3 năm. Giai đoạn năm 730, có một sứ thần Nhật Bản tên Heguri no Hirodari đi sứ sang Trung Quốc học tập. Trên đường về thì gặp trận bão lớn. Theo sử sách Trung Hoa ghi lại thì thuyền chở Heguri no Hironari đã gặp nạn và dạt vào Lâm Ấp. Sau đó, Hironari đã quay lại Trường An đến gặp Abeno Nakamaro để được giúp đỡ tìm đường về Nhật Bản. Đến năm 753, đến lượt Abeno Nakamaro lại dông thuyền về Nhật. Trên đường đi, ông lại gặp bão và mất tích. Với sự mất tích của người bạn thân, nhà thơ Lý Bạch đã sáng tác bài thơ Khúc Triều Khanh Hoành để tưởng nhớ bạn mình. Nhưng thuyền chở Nakamaro đã trôi dạt vào vùng đất ngày nay là Nghệ An. Tại đây, họ bị một nhóm đạo tặc tập kích và sát hại thuyền nhân. Chỉ còn Nakamaro và nhà ngoại giao lỗi lạc Fujiwara no Kiyakawa thoát được và tìm được về lại Trường An. Do sự kiện của Hironari và Nakamaro gần với nhau và có sự trùng hợp, nên cho tới ngày nay vẫn còn những tranh cãi xem ai là người đã đến Việt Nam đầu tiên. Sau khi thống nhất Nhật Bản, Toyotomi Hideyoshi đã thi hành chính sách nhằm phát triển kinh tế. Năm 1592, ông đã ban hành châu ấn cho phép thuyền nhân Nhật Bản vượt biển đi giao thương với các quốc gia trên thế giới. Phần lớn họ đã tìm đến các cảng ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Hội An. Lúc này, người Nhật đến Hội An từ những chuyến thuyền buôn và sống ở Hội An từ lúc ấy. Thời cao điểm, có hơn 1.000 người Nhật sống ở Hội An. Việc xuất hiện của người Nhật tại Hội An đã ảnh hưởng một phần không nhỏ lên văn hóa của người dân bản địa. Điển hình là món cao lầu. Theo người dân Hội An thì món này có nguồn gốc từ món Ichi Udon của Nhật. Hiện nay có nhiều nghi vấn cũng như giả thuyết quanh hai món ăn này, nhưng không thể không nhận thấy những điểm tương đồng giữa hai món như hình dáng cọng mì, sợi mì sừng sọc, ăn khô với nước sốt đậm màu. Giai đoạn người Nhật ở Hội An không kéo dài lâu, nhưng họ đã làm giao thương tại Hội An trở nên tấp nập và nhộn nhịp khi hơn 1/4 số lượng thuyền buôn của họ tại Đông Nam Á cập cảng trao đổi hàng hóa với Hội An. Hơn 10% thuyền buôn đã cập cảng đằng ngoài, nâng tổng số lượng giao thương của Nhật Bản và Việt Nam giai đoạn đó chiếm gần 40% tổng giao thương giữa Nhật Bản và Đông Nam Á lúc bấy giờ. Giai đoạn này, có một thương nhân rất nổi tiếng người Nhật tên là Araki Sotaro đến buôn bán tại Hội An. Ông rất được sự tín nhiệm và quý mến của chúa Nguyễn lúc bấy giờ. Chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên đã quyết định gả con gái nuôi rất mực yêu mến của mình là công chúa Ngọc Hoa cho thương gia Araki. Năm 1620, bà theo chồng về Nhật. Tại đây, bà đã hết lòng hỗ trợ sổ sách kinh doanh cho chồng, sẵn sàng giúp đỡ những thương nhân tại vùng Nagasaki trong việc buôn bán với nhà Nguyễn. Ngày nay, ở cả Hội An lẫn Nhật Bản, cứ tới ngày lễ hội sẽ có các xe diễu hành với hình ảnh của hai vợ chồng ông bà. Đầu năm 1905, Phan Bội Châu vượt biển qua Nhật cầu viện. Việc không thành, cụ Phan Bội Châu lập tức chuyển thành cầu học và kịp thời phát động phong trào tuyển chọn thanh niên yêu nước qua Nhật học tập, đào tạo nhân tài để chuẩn bị cho cuộc đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước Việt Nam mới, văn minh và tiến bộ. Đến năm 1908, đã có hơn 200 thanh niên Việt Nam sang Nhật theo phong trào Đông Du.
Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật đổ bộ Đồng Đăng, đánh bật quân Pháp khỏi Lạng Sơn. Từng bước, quân Nhật tràn vào Việt Nam dưới sự bất lực của quân Pháp. Lúc này, tại miền Bắc, Nhật đã bắt dân Việt Nam nhổ lúa trồng đay nhằm mục đích phục vụ cho chiến tranh. Việc này đã đẩy miền Bắc Việt Nam vào một nạn đói kéo dài từ tháng 10 năm 1944 đến tháng 5 năm 1945, làm cho trên 2 triệu người chết đói. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, sau khi Nhật hất cảng Pháp khỏi Đông Dương, Hoàng đế Bảo Đại đã ra lệnh cho Trần Trọng Kim thành lập đế quốc Việt Nam, thân Nhật. Với lý do, Pháp đã hứa sẽ bảo hộ nước ta, nay không giữ được nước cho ta, nên hiệp định năm 1884 với người Pháp bị xé bỏ. Sau cách mạng tháng 8, ở Việt Nam có khoảng 10.000 lính Nhật bị giải giáp. Đa số họ về lại Nhật Bản, số ít tham gia cùng lính Anh và Pháp đánh chiếm lại Sài Gòn. Ngoài ra có 186 người Nhật đã cùng nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược. Họ hoạt động trong hầu hết các vị trí từ y tế, giảng dạy, cố vấn, đến cả tham gia trực tiếp nhiều trận đánh lớn và đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập non trẻ cho dân tộc Việt Nam. Họ được gọi chung là người Việt Nam mới. Sau năm 1954, họ bắt đầu rời khỏi Việt Nam theo Hiệp định Geneva. Tổng số người rời Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1960 có 128 người. Họ đã để lại vợ con tại Việt Nam. Và tới ngày nay, nhiều người trong số họ vẫn tiếp tục tìm kiếm gia đình tại Việt Nam. Năm 1955, Việt Nam Cộng Hòa đòi Nhật bồi thường 250 triệu đô chiến phí khi chiếm đóng Việt Nam. Sau nhiều vòng đàm phán, cuối cùng đi tới quyết định Nhật sẽ bồi thường 39 triệu đô và cho Việt Nam Cộng Hòa vay thêm 16,6 triệu đô. Đa số số tiền này được dùng vào việc xây dựng nhà máy thủy điện Đa Nhiêm. Từ năm 1971 đến năm 1973, Bệnh viện Chợ Rẫy được người Nhật xây mới trên nền của Bệnh viện Chợ Rẫy xưa theo thỏa thuận viện trợ giữa Việt Nam Cộng Hòa và Nhật Bản. Tháng 9 năm 1973, Nhật ký Hiệp định Sơ bộ về thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. Ngày 14 tháng 9 năm 1976, Nhật bắt đầu cấp một lượng nhỏ ODA cho Việt Nam độc lập. Nhưng từ năm 1979 đến năm 1992, các gói viện trợ này bị dừng lại do vấn đề Campuchia. Từ năm 1992, các gói ODA của Nhật được nối lại. Và từ năm 1992 đến nay, Nhật đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 2.000 tỷ yên. Rất nhiều công ty Nhật đã chọn Việt Nam làm điểm đến đặt nhà máy sản xuất, điển hình như Asicook, Ajinomoto, Honda, đã tạo nên nếp sống của người Việt. Năm 1993, Bệnh viện Chợ Rẫy lại được người Nhật viện trợ để tái thiết hạ tầng, và trong những năm sau đó tiếp tục được quốc gia này hỗ trợ về đào tạo, thiết bị, quy trình kỹ thuật y khoa. Tổng quy mô kim ngạch kinh tế kết thúc năm 2019, Nhật đứng thứ tư sau Trung Quốc, Hoa Kỳ và Hàn Quốc, đạt sắp xỉ 40 tỷ đô kim ngạch song phương, với việc hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Nhật đạt 20,41 tỷ đô. Năm 2020, tình hình Covid diễn ra nghiêm trọng, Nhật trở thành một trong những quốc gia đầu tiên viện trợ vaccine Covid cho Việt Nam, đạt khoảng 4,5 triệu liều vaccine AstraZeneca cho đến tháng 11 năm 2021. Ngày nay, có rất nhiều khách du lịch Việt-Nhật chọn đất nước của nhau để làm điểm nghỉ ngơi, vui chơi. Ngoài ra, còn rất nhiều du học sinh cũng như lượng lớn lực lượng lao động xuất khẩu sang Nhật. Người Nhật cũng đến Việt Nam cùng với những công ty có vốn hóa Nhật Bản. Họ đã tạo nên một sự giao thoa văn hóa sâu rộng giữa hai dân tộc cùng sống chung dưới mái nhà Á Đông.